chúng mày. Nhìn đây. Còn Yến nó bị nghèo rồi đấy. Việc nhà thì cũng không nhiều, sáng sớm đến tận buổi chiều, có mỗi quét sân rồi rửa bát cho chó đi sông hơi, rồi thì dắt rũ lau nhà, sóng sang nói chuyện cùng bà, tắm cho tươi giàu rồi nấu nướng chỉ làm nhiêu đó thôi. Nhà gì dẫu vãi, quét hết chỗ này chắc đến mai, lọ mọ sớm tối, biết thế đi tìm việc khác cho rồi. Làm nhanh tay lên, cái ghế sao lâu rồi vẫn dính bụi, không làm nhanh đến tối không xong tôi cho nhịn luôn. Là quần là áo, nhăn nheo như vậy không thấy sao, việc nhẹ lương cao, dễ thế không làm con muốn dư lào. Làm công ăn lương, cứ ngỡ ta đây là búp trên cành, không làm được cứ viết đơn tôi cho cô nghỉ luôn. Mai Yến thay bà chăm lo những phần việc của tôi, nấu nướng lau nhà để người khác sắp xếp thay cho tôi. Cậu chú rất thích canh gà, vẽ tranh với cả dùng trà, rất thích chơi cờ rồi câu cá và sợ ma nhất nhà. Cuộc đời nhạt quá, thêm tí muối vào cho nó mặn, bày đặt vênh váo lao nháo đi rồi sẽ biết tay bà. Sinh này ba chép ngay vào, bài chỗ khó quá thắc mắc cứ ghi vào tôi sẽ dạy cô, mà theo đến cuối năm đi thì không lại đủ. Giới thiệu đầy đủ nhớ chưa, sự nghiệp năm sinh, thông tin tác giả ghi nhớ trong đầu. Tập trung lên đi, mới có nhiêu đây mà đã gật gù. Chép và đi đến tối đưa ngay cho tôi kiểm tra. Nhào bột làm bánh, nếu nhão qua thì thêm nước vô. Này đàn thật đấy, nói thế thôi mà ông cũng tin à. Từ bé đến lớn, tôi đã nhung tay làm bánh bao giờ, thấy Tuân vui nhiều hơn. Đã lâu rồi nó không cười như thế, có tâm sự cũng lặng im, chẳng chia sẻ với ai một câu, chuyện cũng đã lâu chẳng chịu quên. Vào ngày Tuân đúng sinh nhật lên 8, bố với mẹ
cãi nhau rất to. Vết thương lòng cứ thế lớn thêm, rồi chia ly chẳng thể cứu vãn, nên là nó tổn thương chẳng cần ai. Con danh này nó gian thảo mai, tiếp cận muốn lấy lòng ba, lười biếng nhưng mà lươn lẹo ngữ hồ ly. Giao công việc cứ trốn đi chơi, xong lại ướn la ướn eo, cậu chủ thấy đáng thương mới chiều như vậy. Tân ơi, Tân.